Bé ơi bé là bé ơi bé bé chạy ông à, ông nội đâu rồi à, ông nội đâu rồi, ông nội đang nằm đâu nè, bé ơi bé thỏ ơi. Nằm chê ai á? Ừ? Hả? Ê, họ biết ai đây không? Hả? U ông nội đây chứ ai? Hả? Phải ông nội không? Thế nào nói chuyện đi. Gọi ba ơi đi, ba ơi, ba ơi, biết họ gọi mẹ ơi đi, mẹ ơi, mẹ ơi, biết họ nói ông nội ơi bế con lên, hả, bế con lên nha, chịu không? Không, không bế đâu mà ham, nằm đó mà chơi đi, nằm đó mà chơi đi một chập, lát đói bụng cho bú hả, dớt hả. Không có bé lên đâu mà ham. Bé trỏ à, lấy đồ chơi cho ra nữa đâu. Bé bé ba ơi, ông nội không chịu bế cũng lên. Mẹ ơi, ông nội bắt con nằm suốt ngày. Bé đi. Mét bà nội nữa, bà nội ơi, mét mét ba huấn nữa, ba huấn ơi, mét cô Trang nữa, cô Trang ơi, ông nội không thương con, mét nữa đi. Ông nội ơi, tới giờ con bú rồi. Nói đi. Bú đi, bú đi. À, bú đi. Không có gầy là không có gầy. Muốn bú thì à, bú nha, bú nha, bú nha. Bú nha, chịu không? À, bú hả? À, bú hả? À, bú hay bú? Làm gì mà gầy dữ vậy? Hả? Bú không? Bú nha. Em bé nào mà khóc là chùm vậy ta? Em bé nào mà khóc là chùm vậy ta? Hả? Mét nữa đi ông nội cho bố. Mét nữa đi. Ba ơi. Ừ.
con đói bụng thiệt mà. Ừ, nói đi. À ơi, ba ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, ông nội chơi kỳ quá. Kỳ quá. Bố nha, à hai bố 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 à hai bố 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 à bố bố